Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, tại quyền Thành Quá, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị do ban công tác Mặt trận Tổ quốc quý 3 năm 2023 giữa ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các quyền thị xã thuộc cụm thi đua số 1, gồm các đơn vị Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Mộc Quá, Tân Thành, Thành Quá, Đức Huệ và quyền Thủ Thừa. Trong quý 3 năm 2023, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong đó đã dần động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đóng góp đất ngày công lao động sửa chữa nâng cấp cầu đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng tổ chức xây dựng mới và sửa chữa 150 căn nhà đại đoàn kết nhà tình thương mái ấm công đoàn nhà đồng đội nhà tình nghĩa quân dân với tổng kinh phí trên 8,5 tỷ đồng Bên cạnh đó đã tổ chức 11 hội nghị phản biện và 59 cuộc giám sát, qua đó kịp thời phản ánh góp ý về tinh thần trách nhiệm trong công tác thái độ khi tiếp dân, tính khách quan khi xử lý công việc để các quỹ chính quyền cung cấp có biện pháp chấn chỉnh xử lý. Thưa quý vị, không chỉ được coi là một trong những chìa khóa quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từ bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, rồi vào cuộc tích cực kiên trì của mặt trận tổ quốc trong công tác giải phóng mặt bằng, còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận tại xã tương Tập, huyện Cần Dụ. Là một công trình dự án quy mô lớn, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đoạn đường tỉnh 830 nối liền với cảng quốc tế Long An đã cho thấy sự nỗ lực trong công tác vận động tuyên truyền của cả hệ thống chính trị cũng như vai trò mặt trận tổ quốc xã Tân Tập nói riêng. Các cuộc vận động đã góp phần không nhỏ trong việc tháo gỡ các vướng mắt tồn động về giải phóng mặt bằng của các dự án còn gian dở. Tính đến nay, tính lộ 830 có 359 trên 362 hộ đã nhận tiền đền bù, gần 82 tỷ đồng, đạt 99%. Khu cảng có 229 trên 231 đã nhận tiền gần 118 tỷ đồng, đạt 99%. Từ xưa, hương lộ 19 là rất là nhỏ. Nhưng mà sau này, nói chung, nhà nhà nước mà xây dựng kế hoạch để làm được đường, tỉnh 830. Phải nói là người dân ở đây rất là phấn khởi, thuận lợi đủ thứ. hay là giao lưu hàng quá, con trẻ em đi học, tất cả các cái, cái 80 đạt kết quả rất là lớn bây 830 làm thì làm cho cái cảng của quốc tế Long An nó phát triển rất là mạnh là xã đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng của quyện lấy người dân làm trung tâm mặt trận tổ quốc xã tuyên truyền kiên trì giải thích vận động người dân hiểu và nắm được đầy đủ chủ trương chế độ chính sách và quyền lợi liên quan trong thực hiện giải phóng mặt bằng đến nay tân tập đã hoàn thành 100% công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025 và 7 công trình hiện hoàn thành trên 75% đang tập trung tẩy nhanh tiến độ. Tính đến thời điểm hiện tại thì xã Tân Tập cũng đã thực hiện hoàn thành một số công trình trọng điểm như là công trình bê tông hóa của đường Tân Chánh Tân Thành rồi bê tông hóa cái đường còn lại của cầu Băng Kiệt đến Đê Vĩnh Tân đã hoàn thành trong cái nhiệm kỳ còn hiện nay thì đang thực hiện nhựa quá cái đường Tân Chánh, Tân Thành để qua Tân Đại. Sắp tới thì Quỹ ban mặt trận tổ quốc xã, đặc biệt là ban thường trực sẽ đẩy mạnh và tập trung cái việc thực hiện cái tuyên truyền vận động của người dân thực hiện cái dự án Nam Tân Tập thì đang triển khai thì cũng có là trên 60% người dân đã đồng tình đăng ký và nhận tiền để thực hiện cho nó đúng cái tiến độ của dự án đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phong trào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, dần tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Sự tích cực sáng tạo của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xã Tân Tập, quyền Cần Duộc là những kinh nghiệm để các địa phương trong tỉnh tham khảo học tập trong quá trình triển khai tiếp nhận các dự án vào địa bàn. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Tân Hưng cho lãnh đạo huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tại xã Hương Điền. Thời gian qua, xã thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân với 27 lĩnh vực là 97 thủ tục hành chính. Trong năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của xã đã tiếp nhận được 644 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 644 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. Sau tháng đầu năm 2023 tiếp nhận 256 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn 256 hồ sơ. Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng thư điện tử qua trao đổi công việc đạt 100%. liên quan đến một số thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, Quỹ ban Nhân dân quyền Tân Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023-2024. Hiện nay, toàn quyền có 37 trường, trong đó có 13 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 9 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học trung học cơ sở. Toàn ngành có 85 cán bộ quản lý trường học, 100% cán bộ quản lý đều đạt chuẩn trình độ đào tạo, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên trong toàn ngành đạt 93%. Về kết quả giáo dục mầm non, trong năm học có 100% trẻ học tại các trường được khám sức khỏe lần 2 theo quy định. Kết quả bậc tiểu học, quy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100%. Giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh toàn cấp học trung học cơ sở ra lớp đạt 99,7%. Dịp này, nhiều cá nhân tập thể được nhận bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, toàn quyền có 69 trường, gần 1.760 lớp, gần 63.800 học sinh, tăng 67 lớp, tăng hơn 2.210 học sinh so với năm học trước và trên 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Quyện được công nhận thêm khai trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 34 trên 56 trường học, chiếm 60,7%. Qua đánh giá cuối năm, có 99,48% học sinh cấp tiểu học hoàn thành chương trình. Số học sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,8%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên đạt 98,3%. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện công bố công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong năm học 2022-2023 thưa quý vị sau vụ cháy chung cư mini trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân hà nội bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị sở giáo dục và đào tạo các trường học trên địa bàn thành phố quán triệt và thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục trong đó chú trọng chia cung cấp cho học sinh sinh viên các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có tại gia đình, nhà trường và khu vực công cộng. Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 30 người thuộc ngành giáo dục liên quan đến vụ cháy chung cư mini, bao gồm một giáo viên và 29 học sinh. Trước tình hình số ca bị đau mắt đỏ là học sinh gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu các trường kịp thời triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường học khi phát hiện học sinh có các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, có gàn, dính mí, khó mở mắt, nổi hạch trước tay hoặc dưới hàm, cần hướng dẫn trẻ đi khám ngay tại cơ sở khám chữa bệnh để được khám tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ có chỉ định cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan, đồng thời thông báo kết quả khám bệnh cho giáo viên chủ nhiệm được biết. Trường hợp phát hiện ca bệnh Đau mắt đỏ trong lớp học cần sử dụng xà phòng và các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ dùng bàn ghế của học sinh và thông báo thông tin ca bệnh cho trạm y tế để phối hợp xử lý. Bên cạnh đó, trường Thông Điệp đến phụ huynh có con em bị đau mắt đỏ đã có chỉ định của bác sĩ cần nghỉ học không đến trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Lao động, Thương minh và Xã hội quyền Mộc quá tổ chức lễ trao tặng quà chương trình an sinh giáo dục cho học sinh nghèo năm học 2023-2024. Tại buổi lễ đã trao tặng 5 chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng một chiếc và 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một phần cùng 20 quyển tập cho mỗi em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các điểm trường trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện trao tặng 10 phần quà gồm ba lô và đồ dùng học tập cho 10 em học sinh hiếu học, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tổng giá trị quà tặng trên 35 triệu đồng. chủ tịch khu nông dân tỉnh Long An Lê Văn Cường và lãnh đạo khổ nông dân huyện Châu Thành đã đến thăm và tặng quà cho ba hộ gia đình bị tốc mái nhà do lốc xoáy. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà Phạm Thị Sưa xã Hòa Phú, thăm và tặng quà cho ông Lê Văn Phát và ông Thái Văn Thắng cùng xã Bình Quới. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo khổ nông dân tỉnh trao tặng mỗi gia đình một phần quà và tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng. Đồng thời động viên các gia đình khắc vụ thiệt hại do thiên tai sớm vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Quyền Châu Thành tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Quyền Châu Thành năm 2023 với chủ đề Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ. Tại lễ phát động, Hội Người Cao Tuổi Quyền đã trân trọng kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên Hội Người Cao Tuổi trong quyền tích cực hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi nghèo bằng các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho hội viên nghèo khó khăn, tổ chức mừng thọ, chúc thọ, dân trọng kinh phí giúp đỡ hội viên người cao tuổi được khám bệnh về mắt sáng. Thường xuyên tham gia khám sàng lọc kịp thời để phát hiện những bệnh về mắt để có phương án điều trị. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi Quyền Châu Thành đã trao 150 xuất quà cho các cụ cao tuổi, mỗi xuất trị giá 100.000 đồng do các diện mạnh thường quân ủng hộ. Gia đình và xã hội hái tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đây là chủ đề truyền thông hưởng ứng ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, các ngành chức năng các địa phương sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, thay đổi hành vi của người dân, về quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, từng bước xóa bỏ các định kiến về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các cơ sở tập trung đồng thời quan tâm giúp đỡ chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi. Bên cạnh đó, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao nhằm góp phần giúp người cao tuổi sống vui sống khỏe, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Tối qua, ông Thamman Sanmugaratnam đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành tổng thống thứ 9 của Singapore khoảng 2 tuần sau chiến thắng gian dội trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 1 tháng 9. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Thamman đã bày tỏ dinh dự khi được người dân bầu chọn làm tổng thống. Với sự tin tưởng mà nhân dân giao phó, Ông sẽ phối hợp với chính phủ, các nhóm cộng đồng cũng như toàn thể quốc gia để củng cố chủ nghĩa đa chủng tộc và xây dựng một xã hội hòa nhập hơn, đồng thời làm sâu sắc hơn có mối quan hệ hợp tác giữa Singapore với cộng đồng quốc tế. Trước đó, cựu tổng thống Singapore Halima Yacob đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 13 tháng 9. Liên quan đến thảm họa lũ lụt khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Libya, Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi các nhà tài trợ cung cấp khoản diện trợ trị giá hơn 70 triệu đô la Mỹ để giúp Libya khắc phục hậu quả lũ lụt. Theo Liên Hiệp Quốc, số người chịu ảnh hưởng của lũ lụt đã lên tới khoảng 884.000 người và số tiền hỗ trợ trên có thể giúp cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày và nơi trú ẩn tạm thời trong vòng 3 tháng tới cho khoảng 250.000 người. Phân tích dựa trên hình ảnh vệ tinh ước tính, khoảng 2.200 tòa nhà và ngôi nhà ở thành phố Dena đã bị sập đổ, hoặc hư hại do lũ. Cùng ngày, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cơ quan này sẽ giải ngân khoản diện trợ khẩn cấp trị giá 2 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân của thảm họa ở Libya, trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc y tế đang cấp bách hơn bao giờ hết. Chính phủ đoàn kết dân tộc của Libya cho biết, các nhóm cứu hộ đã tìm thấy và cứu sống hơn 300 người sau thảm họa lũ lụt. Trong khi đó, dự kiến con số thiệt mạng có thể tiếp tục gia tăng khi 10.000 người hiện vẫn đang mất tích. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này đã sẵn sàng triển khai thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ vài ngày sau khi chính quyền Washington có động thái tạo điều kiện cho Iran nhận lại số tiền bị phong tỏa trị giá khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Hãng thông tấn quốc gia Iran đã công bố danh tính 5 công dân nước này sẽ được Mỹ trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân tới. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng đã công bố danh tính 3 trong số 5 công dân sẽ được Iran trả tự do. Theo thỏa thuận được chính thức công bố hôm 10 tháng 8, Hai bên sẽ trao trả cho nhau mỗi bên 5 công dân. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ gỡ phong tỏa khoảng 6 tỷ đô la Mỹ của Iran tại các ngân hàng Hàn Quốc. Các chuyên gia Ấn Độ đang tiến hành thu thập mẫu phẩm từ dơi và cây ăn quả tại bang Kerala ở miền nam nước này sau khi virus Nipah đã gây ra đợt bùng phát dịch mới, khiến hai người tử vong và ba người mắc bệnh tại đây. Nhiều trường học, văn phòng và dịch vụ giao thông công cộng đã được yêu cầu đóng cửa. Lãnh đạo cơ quan y tế bang Kerala cho biết đang tiến hành xét nghiệm ẩn người, đồng thời cử chuyên gia đi lấy mẫu chất lỏng từ các khu rừng, nơi khả năng là điểm nóng phát tán virus. Các mẫu nước tiểu dơi, phân động vật và trái cây ăn dở đã được thu thập từ làng Maruthonkara, nơi bệnh nhân đầu tiên sinh sống và gần khu rừng rộng hơn 120 hectare, vốn là nơi cư trú của một số loài dơi. Hiện chính quyền bang Kerala đang cảnh giác cao độ cho biết 77 người được xác định có nguy cơ cao nhiễm virus Nipah. Đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ tư ở bang Kerala kể từ năm 2018.